ngày nay tầm nay hai con nó khơi clean đang tập clean ấy thì bóng phaon có tầm mơ nó không tu tập cọ tới khơi miên bẩn lại phần màn mốc hai con miên phải hạt thấy chà để tình vì mà sao mình tục nó nà toàn bàn thờ ấy chẳng hái con nó khơi tha chăng nhầm phải hạt rung chùm mùi nó bẩn lại tại cầm ở kha thọ để bóng phaon mơ tại mà đong từ chẳng hái ngày nay nằm bóng phaon từng ốc nia một thờ phải hạt rung bẩn lại chùm mùi nhom nhầm từng ốc nia tại mà đong chẳng cầm ở chăm du tập bóng phaon dừng tập thờ nhầm từng ốc nia chùm bùi bẩn lại bóc nhom ngày nay miên đôi chìp sạt ផ្លើមន់ដឹងថាគេហៅផ្សិតអីទៅបងប្អូនឃើញទៅផ្សារអ្នកលក់ប្រាប់ថាផ្សិតផ្លើមន់ហៅផ្សិតផ្លើមន់ដូចគេដែរទៅបន្តមកទៀតយើងមានស្នៀតពោត cá spay hay cá spay dân ham chỉ đông đông chẳng mà bong phốn đâm bay dân nghi rùa vô từ rồng chỉ mùi nâng bạc hạt bay dân ai mình toàn mình tiết dương miên sợi đại cù này cứ chi bàn lại một mốc đại khắp hạt bàn này nó không chân nào bàn lại, phần màn một cái bông phôi dương rồng chùm môi nâng bàn hạt bao dương cứ tham miên ruột chết chăng anh thì mà đông hai bên thay bên nốt tiết dương miên sạch mà chồi chân bàn lại bao dương ngày ní miên tập năng tập bông phôi ấy lấy dân một ly kêu và hạt bò dân tại mặt đón hay ngày nít nhom prà và hạt trái chả đồng bông dân đặt tôm so chín trăm chân máu bông phôi hay bông phôi khác cọt bọc cho mùi nồng mà đây ấy chẳng cọt ai bọc bàn đây tại nhom ọt bàn bọc với nhom cái trầm bẹp nắng hay dân mình thay cho mùi nồng mà xào súp ẩm bờ tí hay nồng mà đây bị chén có số rồi hai dân mình tham cho mùi nông bình tròn bọn tập bây giờ đặt rừng xong rồi hai dân thuê ca cho bò và hạt bây giờ mà bọn ổn hai dân phụ và hạt ấy nghe xưa mình tên dân bà chăm vô tập bọc có ban đây dân còn tại vô về bò dân vô mà cho bò tập tập chân máu rừng có chỗ ban là ó hai sạch rây có làng sạch ban là ó phòng đây top dương top sạch tray bao dương sạch bàn là o hái ở lại dương riệp chạm bạch bao dương hái dương một rung chùm mùi bàn lại chiên tay mặt đòn chùm po ca rung dương rung miên sniet bột miên ai chân bàn lại dương cướp một chân máu bông bông hái dương thưa ca chiên អរគុណបងប្អូនដែលបានជួយលាច់เพจរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលក៏អត់តាមបានលាច់เพจរបស់ខ្ញុំទេកុំភ្លេចជួយលាច់เพจរបស់ខ្ញុំផងណា lấy khinh tha ca chiên và hạt rung chùm mùi bòn lại bọc nhóm khinh là chân rủi ro hai bông ồn hai nhóm thua ca riệp đại chan chân máu đã dân riệp chung vinh chân máu bông ồn đại trai mùi trọp lạc chê chân máu hai dân đã tự chỉ lụa bao dân nâu bà lọc đà chân máu viên nghi xe rùa nâu khăn ông ca chỉ lụa nhằm chung khne chân á nà tùm nôn đại ọt bông ồn cùi chân nhằm đại ọt bên dây bì rù chết vinh chư chết thập bông ồn nhằm hai chân nhằm tiền dân thua khuôn ai bẹp ní nghi xe rùa nâu khăn ông ca nhằm ផងដែរហើយចំពោះទឹកជ្រលក់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើទឹកត្រីមន់ទេបងប្អូនវាងាយស្រួលមែនទែនយើងគ្រាន់តែចៀនប្រហិតយើងឲ្យឆ្អិនមកទឹកជ្រលក់របស់យើងមានស្រាប់តែម្ដងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការញ៉ាំហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ Share វីដេអូនេះផងណាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការចម្អិនពីเพจញ៉ាំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like និង Share ដើម្បីទទួលបានវិធីធ្វើម្ហូបប្លែកៗពីញ៉ាំ